vô đó lẹ lẹ nha. Lâu quá vậy. Chào, khỏe hả chí Hữu? Khỏe. Năm cho ly cà phê năm ơi. Dạo này rảnh quá ha. Thì đánh qua đây nè. Nghe nói lúc này con người ta lên đời dữ ha. Tốt được vợ giàu như chuột xa hũ nếp, nên quên mất mẹ cái sớm này rồi. Mày, chú mày nói kiểu đó chết anh. Ơi, dạo này khổ quá. Chú mày mời anh đi cà phê được chứ? Thôi mà, lập bộ lập tịch nữa. Bữa nào sắp xếp cho anh em qua nhà vợ mà nhậu một bữa linh đình coi. Ê, vợ con gì cho nổi, của xài tạm đó mà. Ê, nghĩ cũng chua lắm. Có thằng kỳ đàm cả mũi. Bữa hôm mày gọi điện thoại mày kể tao đó hả? À, hàng tép triêu nhập trò gì mày muốn á, tao xây nó cho cá ăn. Mẹ đó, phải chi nó con ruột thì mình đỡ tức, con ăn đây dễ quê. Cái thứ gì mà khó xài, rượu thì không nghiện, đỏ đen thì không biết, gái thì cũng không mê, tao không biết trị nó bằng cách nào luôn. Coi chừng nó giống vậy không? Mày điên quá, thằng bắn. Thôi mà, chuyện nhỏ, có gì đâu mà quan trọng. Có hàng chưa? Chuyện đó mới quan trọng đó. Thì đã gom nè, đủ hàng, bình dân và cao cấp. Chuyện này đánh một vố cho mát trời luôn. Ê, gái trong nghề xòm chắc muốn lắm. Mướn ông nội tôi. Cái thằng đó quản lý resort cái kiểu gì, y như cái chùa. Mấy con nhỏ ngồi quầy lễ tân, nó cô y như con cá khô, dòm hết muốn nhậu luôn. Thì bây giờ anh em mình đổ gái vô. Ở trong đó đó, có một đám đang bị say sóng, nằm chèm bẹp kìa. Sao không trưng dụng đi? Tụi này nhảy sóng vài ba lần là tàn rồi, mà không sao, còn sức trẻ, chỉ cần tút lại là sóng cũng xài được. Kêu em lệ liễu lo vụ này đi. Chú mày khá. Bởi vậy mày cứ lo bực bội thằng quản lý, quên hết sự nghiệp. Giao nó cho tao. Tao xử nó không đẹp, tao không phải là đờ le. Anh có cơm thì chúng mày cũng có nhau. Ok. Quá là ok. Thôi em về nha, không thôi hát xe buýt. Liên, em ngồi đi, để lát nữa anh đưa em về. Nãy giờ anh có nói được gì đâu.
Thì để em nói, là ý của em thôi. Em nói đi, anh nghe nè. Em thấy á, anh không nên bỏ chị Nhan ra làm riêng đâu. Dù gì thì chị cũng giúp anh nhiều mà. Với lại á, bây giờ ca sĩ mà không có bầu show thì khó thành công lắm. Em đọc báo thấy người ta nói vậy á. Vậy là Liên không có tin tưởng khả năng của anh hả? Tại em sợ anh cực thôi. Bỏ cả sự nghiệp chỉ vì cái cô này đó hả? Có đáng không? Chị đừng có xúc phạm bạn gái của tôi. Cái gì? Xúc phạm bạn gái hả? Hả? Thôi được. Một người là công nhân quèn, nghèo kiết xác. Còn một người là ca sĩ hát lô tô dạo, đẩy hoài không lên nổi. Cũng xứng với nhau lắm đó. Dạ, em vô sổ anh sách Bảo. Đó rồi nè. Em chào anh Bảo. Cô tìm tôi hả? Dạ, đúng rồi. Chứ tìm ai nữa? Ở đây em điều tra kỹ rồi. Có một mình anh tên là Bảo thôi. Hình như cô không phải là khách đi nghỉ dưỡng. Chính xác. Em sẽ phụ Bảo marketing cho mấy phòng spa. Thì ra cô là người của Nick Bùi à? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình là người một nhà rồi. Với lại em mới tới có nhiều bỡ ngỡ lắm. Có gì sếp Bảo chỉ bảo em ha. Xin lỗi, tôi không dám. Chào cô. Anh Bảo, anh Bảo. Chưa nói xong mà. Kiểu này thì làm sao mà làm ăn chung được trời. Chứ dừng lại đi. Từ từ anh Hưng về. Đi qua đi lại hoài chóng mặt quá. Về hết đi. Khỏi mê giá gì nữa. Người thì yêu, người thì ghen. Làm ăn không lo làm ăn. Riết tôi đi ăn cám quá. Cái gì? Nói gì? Ăn cám là sao? Thì đó. Suốt cả tháng nay lình xình. Có xô chậu nào đâu. Không ăn cám chứ ăn gì. Đó, Eric về rồi đó. Đi nị. Ừ? Nị nói đi mua đồ mà. Đi đi. Đuổi khéo ha. Thôi, đuổi thì đi. Chứ ở đây mắc công văn miệng lắm. Má chờ kìa.
Tôi tưởng Hưng không bao giờ tới đây nữa chứ. Chị, em muốn nói chuyện với chị lần cuối. Em với chị hết duyên rồi. Dù sao em cũng cảm ơn những gì chị đã làm cho em. Đã cạn tàu ráo máng thì cảm ơn Xuân không đủ đâu. Em đâu cảm ơn Xuân. Bao nhiêu lâu nay chị cũng hưởng lợi từ tiền đi hát của em mà. Còn nhiều thứ khác nữa, chắc là chị không quên đâu đúng không? Không ngờ Hưng lại là một người tính toán như vậy. Cũng chẳng có tình nghĩa gì hết. Ừ, tôi cũng không tiếc cái thể loại đàn ông vì gái mà dứt bỏ hết sự nghiệp của mình đâu. Đó là chuyện cá nhân của tôi. Tôi yêu cầu chị đừng có can thiệp vô. Từ nay tôi sẽ làm chủ cuộc đời của tôi. Hy vọng là chị hiểu. Chào chị. Dì đẹp quá. Đừng có ghẹo. Có ghẹo gì đâu. Mình nói thiệt mà. Bàn tay dì đẹp quá. Làn da của mình màng nữa. Nhìn già rồi. Ai chê thì bùi này lãnh hết. Ừ, cửa chưa khóa. Bùi đang nghĩ gì vậy? Chuyện làm ăn thôi. Chuyện làm ăn ra sao? Tính chạy ra đây kiếm gì gì đó làm cho có nhiều thời gian gần gũi nhau. Cả tháng này cho buông trôi mấy cái quán nhậu ở Sài Gòn. Thiệt tình, chỗ này chưa bén rễ mà đã hỏng chân cái chỗ kia. Bây giờ Lê Liễu mới chạy ra báo là quán mình bị lỗ nặng.
Không có Bùi, tụi du côn tới nhậu không chịu trả tiền, còn quậy phá lung tung nữa. Còn ngoài này, Bảo nhà mình cũng chưa chịu giao cho Bùi mấy cái phòng massage. Lệ Liễu là ai? Cô bé dễ thương hôm bữa phải không? Đó là nhỏ Ly, em bạn gì. Lệ Liễu là em kết nghĩa, chung vốn làm ăn thôi. Sao không giới thiệu Lệ Liễu với mình? Nó đem sổ sách ra, ngồi tính toán, lu bu muốn chết, xong rồi quên luôn. Phải quên không? Thiệt, nó đang đùng đùng đòi về kìa. Sao vậy? Không giận mới là lạ. Mình mời nó ra đây giới thiệu mô hình làm ăn mới, vậy mà bảo như mình bất hợp tác. Thiệt là khó quá. Cái thằng thiệt bướng bỉnh. Mấy cái phòng massage từ hồi đó tới giờ ế nhẹ à. Làm không được thì để cho người khác làm. Vậy mà. Đi đâu vậy bà? Nói chuyện chút được không? Chuyện gì? Mà thôi, tôi ngồi chờ. Khi nào làm xong mình ra quán nói chuyện. Chị Trà My ra ngoài mua đồ rồi, tôi không có bỏ tiệm được đâu. Có gì nói đại đi. Mà bà đó nha, vừa bụng bà chưa? Tôi đâu có cố ý đâu. Chuyện của người ta, bà biết gì mà bép xép. Đó, bây giờ chuyện lớn rồi đó, tài le tắt lét hết. Tài nhóc không biết đó thôi. Chứ tôi chỉ là giọt nước làm tràn bờ ly. Hai người đó lấn cấn với nhau lâu rồi. Xong rồi cô. Anh Hưng sao rồi? Thì cũng bình thường thôi. Nghe nói cổ còn một đống gà nữa. Thế nào cũng có người nói ngon anh hơn gà. Không biết, nhưng tôi cũng bị đuổi việc rồi. Hả? Bà có công mà bị đuổi gì? Đã nói rồi, tôi đâu có ý hại ai. Tự nhiên buộc miệng thành kẻ nhiều chuyện. Mà bà cũng có ưa gì tôi. Giờ chết giấc, thất nghiệp rồi. Mẹ. Con đợi mẹ hả? Dạ, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Nhà có khách, sao không nghe ai nói gì hết vậy? Khách gì đâu mẹ. Là bà Lệ Liễu, cùng hội cùng thuyền với Bùi mà. Cùng hội cùng thuyền là sao? Con cũng muốn nói với mẹ về chuyện này. Mẹ à, con không muốn hợp tác với họ đúng không? Mẹ à, con có nghe thông tin Lệ Liễu là một tú bà chuyên nghiệp ở Sài Gòn. Con không muốn loại người đó có mặt ở đảo xanh. Con có biết chính xác hay không? Nếu không thì đừng có đổ oan cho người ta. Ở đây quan trọng là hợp tác kinh doanh, chứ ngồi đó mà nghe tin đồn này nọ, có ngày đóng cửa dẹp tiệm như chơi đó. Chuyện tin đồn thật hư như thế nào không biết. Bỏ qua đi con. Bây giờ đảo xanh gần như sắp phá sản rồi. Để coi hợp tác với họ có giật nổi nơi này hay không. Nghe lời mẹ đi. Chuyển mấy cái phòng spa đó cho Bùi quản lý. Vậy nha. À, chị em xin lỗi và cho em theo giới nha. Hạt muối cắn ba ha. Anh thấy em về xin lỗi chị đi.
Đi theo anh làm gì? Bây giờ anh còn chưa biết phải làm sao nữa. Em hỏi Suke coi. Đi 5-6 cái phòng trà bèo bèo rồi mà không chỗ nào chịu nhận hết. Thôi anh đừng có nghĩ tới chuyện đi hát phòng trà nữa. Em có biết mấy ông bà bầu sâu nhỏ nhỏ khi môn đi tỉnh, mình chỉ có đi xa nha anh. Đi tỉnh anh không có ngại. Nhưng mà Suke nó còn má nó nữa. Rồi công việc ở tiệm trà mi. Đâu phải mình đi luôn đâu anh. Mình đi hát show mà. Lâu lắm á, thì cũng vài tháng thôi chứ mấy. Chơi là chơi à, em không có ngán đâu. Má em ai lo? Rồi công việc ở tiệm trà mi nữa, em tính bỏ hả? Má em á thì có bà Tám lo rồi. Còn chị trà mi á, chắc chị không có giận đâu. Chị biết tin anh tách khỏi bờ Hường Nhan, chị cũng lo lắm. Chị biểu á, em ráng thu xếp để đi theo đỡ đần cho anh. Đỡ đần gì? Thì em đem theo đồ nghề nè. Thí dụ mà giữa đường có mưa gió bị bể xô á, thì em xách giỏ đi làm móng. Được 3-4 bộ thì thầy trò mình cũng có cơm rồi. Thằng nhỏ lanh bà cố luôn. Vậy là yên tâm rồi anh. Nếu mà đi hát tỉnh, Suke, em đưa má anh về đây ở đi. Bây giờ nhà anh cũng như nhà của mấy đứa. Ờ, đúng rồi đó. Mày cho má mày về nhà ở đàng hoàng với người ta đi, chứ sống dưới gầm cầu thang miết hả? Về đây ở, rồi sao bán chú chiên? Còn bán cái gì nữa? Cứ đem má về đây đi, tụi mình sớm lại nuôi má em. Để khi nào ổn định rồi hay. Bây giờ mình còn chưa móc được xô nào nữa nè. Với lại chắc gì má em chịu về đây ở. Ở đâu quen đó rồi anh. Quen cái gì mà quen. Em cứ đưa má em về đây đi, mình có cái gì ăn cái đó ha. Vậy để em về hỏi ý má con sao. Em nhờ bà Tám với lại chị Trà My nói thêm vô. Anh nghĩ chắc là được. Ờ, tính vậy đi. Tự do muôn năm. Tự do muôn năm. 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 Chị hại càng quá. Chứ còn sợ mẹ con đưa ra nhiều quyết định làm không đau sao. Đàn bà mà cầm trịch á thì tránh sao khỏi những nhân lợi dụng. Thôi con thu xếp gì Mỹ sống đi. Hai chú đây á cũng sắp gần đất xa trời rồi. Thả nổi đảo xanh cho chị hai đi. Cho bà muốn làm gì thì làm. Còn thì còn, mất thì mất. Để tránh cái cảnh nội gia xáo thịt đó Bảo à. Hai chú nói vậy thì con không biết dựa vào ai để giữ đảo xanh theo chí hướng của ba con. Chết thì hết, còn gì nữa đâu con. Hai chú biết con rất mặn mà với đảo xanh. Từ đó hỏn cho đến bây giờ con sống ở đây. Nhưng mà chú thấy bên kia mới là sự nghiệp của con. Cha bay thương bay vô cùng. Dù không phải là máu mủ, nhưng mà ông chết lâu rồi, còn gì một ràng tương lai con ở đây đâu nữa Bảo. Bây giờ nghĩ là mang đi. Thank you.
Chào anh, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Xin cho kiểm tra giấy tờ. Cho tôi có thẻ ngành của mấy anh. Cướp! Cướp bà con ơi! Chào tôi! Cướp mày! Có sao không? Tôi đã bảo vô trong nghe. Bảo, tôi đưa Bảo cho bệnh viện để kiểm tra vết thương nha. Bảo, mày em chưa thấy quan tài chưa đủ lệ hả mày? Alo, gì hả? Có chuyện không ai rồi. Mày kêu đám nào xử con Bảo vậy? Chưa. Làm gì mà gấp vậy? Vậy là nó bị cướp thiệt rồi. Ở đâu? Ngoài cái ba nè. Mới hồi nãy tào lao. Thằng nào dám vô địa bàn này cướp? Có tao ở đó nữa. Thằng đó ốm ốm, đen đen. Mà mày biết nó ở băng nhóm nào không? Má nó. Thằng nào dám vô địa bàn của Đào Le này kiếm cơm? Ba ơi ba, anh hai bị bắt rồi. Thiệt chở mày. Dốc làm gì? Mới hồi nãy nè, ngay ngoài ngã ba. Mày chạy vô kêu bả lên phường xem sao. Dạ. Thằng Bảo chưa chết mà phe ta vô trọng bốc địch rồi. Mày ra đòn hay hả Đờ Lê? Lo mà giải quyết cho xong vụ này đi. Còn chuyện này bạn lớn rồi đó. Đổ bể hết là cáp. Đầu tuần sau mình có tiếp một đoàn khách nước ngoài, khoảng 40 người trong 3 ngày. Em coi lên kế hoạch cho bên lễ tân với nhà hàng giúp anh. Dạ. Nhưng mà phải khẩn trương lên, vì mình chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị thôi. Dạ, em sẽ cố gắng ha. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, em đi nghe sếp. Dạ, chào cô. Ừ. Mẹ. Con. Vết thương của con sao rồi? Dạ, may có mấy mũi thôi mẹ. Bị cướp hả? Dạ. Con có chắc chắn là con đã không gây thù chút quán dai đó chứ? Cũng có thể. Khu vực đó phức tạp từ hồi nào tới giờ? Bộ con không biết hay sao mà còn lái xe xuống đó? Buồn buồn, con chạy xe vòng vòng chơi thôi. Ai dè xui quá. Cũng may là có Đít Bùi. Đít Bùi sao mẹ? Không có gì. Mẹ uống nước đi.
trà nước gì. Mẹ tới coi con làm sao. Con không có việc gì nghiêm trọng, như vậy là tốt rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Con coi bạn giao giải phòng massage lại cho Nít Bùi nha. Hay là con vẫn chưa thông? Dạ. Con chưa thông mẹ. Rồi, thấy đi mày. Mày ngụy trang hay quá ha. Ừ, của bà thôi. Tao nè. Cũng cơ ngơi quá chứ. Chào đại ca. Dẹp. Chơi là lối ông sụp, hư bột hư đường hết. Qua đây ngó đi. Làm gì bác Linh? Anh. Dạ tôi đang coi phim. Giờ đi chơi với tụi em. Thôi. Lúc khác đi. Anh bận rồi. Toàn gà tơ không? Chú mày cũng khéo săn quá chứ. Mà hình như đâu phải chân chuột này. Gái từ nơi khác tới. Tụi này nhảy sống đâu 2-3 lần rồi. Hàng trẻ thôi chứ không có đẹp. Chủ yếu á là gả cho mấy dân đánh cá xa nhà thôi à. Vậy rồi đại ca, khách đòi con nghiến. Tiền bạc mình tính sao? Thì tiền nào của nấy. Cái đẹp bây giờ dễ gì dụ nó. Tụi nó khôn lắm. Kéo nhau vô thành phố làm người mẫu hết trội rồi. Ngu gì ra đây nhảy sống. Tưởng chúng mày biết nhiều. Ai ngờ cũng là ít ngồi đáy giếng. Nói cho mà nghe, tuốt ngoài khơi xa có một sân chơi, rượu và gái toàn tính bằng đô. Mấy con nhỏ này sặc bôi phèn, dễ gì đặt chân lên đường đó. Biết chứ, nhưng mà chưa có kiếm được đường dây. Bởi vậy chuyến này anh ra đây góp gió cho chú mày làm bảo nè. Huynh đệ vậy thôi chứ. Làm ăn là phải làm ăn kiểu nhảy sống lội sang, hiểu không? Vậy trông chờ vào mối của anh hết đó. Bỏ ra chốt mày. Nhưng mai mốt có rảnh không? Rảnh thì sao? Mà không rảnh thì sao? Có đợt hàng đi ra sớm biển. Đi đổi gió không? Cảm giác chồng chền trên đầu sóng ngọn gió. Ăn hải sản nhâm nhi ly rượu. Ôm gái non nó phê. Nghe mày tả mà tao phát thèm. Mà thôi, dù cái thằng hôm qua bị tó làm sao rồi? Thắng làm vua, thua làm giặc. Cướp không được thì sổ khám chứ sao, phải không? Đời lẽ này á còn thiếu gì con. Giao cho nhà nước một thằng, cho nó lên đường, có nhầm nhò gì đâu. Nghe nói ôm một lúc 3-4 bà chạy được một tá con chưa? Thôi cha nội, tôi trai tân, con cái đâu mà hỏi. Trai tân. Ừ, trai tân. Mày thấy cái dàn nghe đó chưa? Ừ. Nhất mày.
Bữa nào rủ em lệ lệ của mày ra đây cho em quậy một bữa. Chú mày á, có cái lạ, cái trẻ thì không thích mà mê cái già. Già nhưng mà đẹp còn còn non mà dai. Chú mày điên thái. Ủa chị mà bao lâu nè, sao tao không nhận ra ta? Bởi vậy hàng của đại ca mà đại ca không kiểm soát nào hết. Bữa nào chủ mẹ ra đây hai anh em mình cùng khám phá. Được hay được. Trời ơi Liên, chị Liễu nè, nhớ chưa? À dạ. Vô quán ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em. Đi. Em muốn gì? Dạ thôi chị nói luôn đi. Khỏi uống nước. Vô quán của người ta mà không uống nước kỳ lắm. Uống sữa tươi hay là nước ép? Nước ép đi ha, uống nước ép cho đẹp da. Anh ơi, cho em một ly nước ép chưa không? Dạ, có liền. Chị đang chuẩn bị hùng hạp làm ăn lớn ở xứ biển, cách đây hơn 100 cây số. Nên á, chị cần cưng giúp chị. Em hả? Ừ. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, em á không có giống kiểu con Ly đâu. Chị biết sử dụng người lắm. Cưng ra quán ngồi quầy thu ngân cho chị. Thiệt á, cái ghế đó quan trọng lắm á. Không tin tưởng là chị không dám giao cho ai hết á. Nhưng mà chị có biết em sao đâu. Cái con nhỏ này, biết qua con Ly là tin được rồi. Nhỏ Ly á, nó làm cho chị. Nước đi chị. À, uống nước đi em. Nó làm cho chị từ dưới quán cà phê ở xóm trọ Tư Mo lên tới quán mới này nè. Sắp tới á, chị còn định điều nó ra spa ngoài biển nữa. Em ở chung với nó mà. Nhưng mà chị biết á, em khác nghề nó. Chị biết em có trình độ, em giúp chị nha. Cụ thể là em làm những gì hả chị? Làm kế toán. Em làm được mà. À, em biết di tính không? Dạ em biết. Bà chị của chị á, đang ngồi ngoài quầy thu ngân. Nhưng mà bà già rồi, lụ cụ còn dốt nữa. Quậy chữ ở trong sổ, chị đọc không ra luôn. Em vô, hàng ngày em chỉ cần ghi chép lại cho chị thu chi hai sổ rõ ràng. Đơn giản vậy thôi à. Công việc không có bó buộc thời gian. Muốn làm sao thì làm. Mỗi ngày, lúc nào thuận tiện thì em ghé quán. Lên máy tính, nạp hết thu chi cho chị. Tới cuối tháng, chị tính thuế, tính lương cho tụi nó là xong. Em hiểu rồi. Vậy chị cho em ít thời gian thu xếp nha. Thu xếp nhanh nhanh cho chị nha cưng. Công việc ngập đầu chị luôn á. Không chừng mai mốt chị ra biển. Trời ơi, công việc ngoài đó bộn bề quá trời à. Dạ. Vậy thôi em về. Em chào chị. Ê, uống nước đi. Dạ thôi em về. Ráng thu xếp giúp chị nha. Dạ. Chị ơi. Sao em? Quán đó là của chị làm với nết gì đó hả? Chị với nết Bùi Hùng Vốn thôi. Ủa, mà sao em hỏi vậy? Bộ cử nít Bùi hả?
Coi ông bậm trợn vậy thôi chứ ông bị khùng. Anh nói lung tung á chứ đâu dám làm gì ai đâu cưng. Chả sợ chị lắm, lén phén là chị bẻ nanh. Chả lại nít Bùi là đàn ông đi ngao du suốt, tới tháng mới về để chia lời thôi, không có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Cưng yên tâm nha. Dạ.